Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cho các bạn coi cái mẫu camera wifi của iMail. Đây là con ngoài trời cơ bản. Cái con này chỉ là quan sát và ghi âm thôi các bạn. Giá của nó chính hãng là 1,5 triệu, 1,550,000 một con. Nhưng mà khi các bạn mua về tự lắp sẽ có giá là 850,000 một con. Bây giờ ngày hôm nay thì như làm video clip này là để hướng dẫn các bạn có thể cài đặt con camera này. Nhưng mà một số lưu ý của ngày hôm nay sẽ làm cho các bạn, đó là nó có một số trục trặc trong quá trình lắp đặt mà các bạn cần quan tâm. Trước khi mà các bạn lắp đặt thì các bạn cần cắm nguồn cho con camera của mình. Và tất cả con camera các bạn đều có cái mã QR ở phía dưới cái con camera như thế này. Vậy khi mà các bạn cài đặt xong cái tài khoản iMail rồi thì các bạn sẽ nhấp vô dấu cộng và chúng ta sẽ quét cái mã QR cho con camera của mình. Đây, chúng sẽ quét cái mã QR như thế này nè các bạn. Đây, khi mà chúng ta quét mã QR như vậy sẽ hiện cái mã của con camera lên đó các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy mã con camera này. ICD. Cái con này là cái con iMail ngoài trời, có giá tốt nhất cho các bạn là 850,000 một con. Đây, khi mà chúng ta cài tải xong với các bạn, nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nè các bạn. Đó, cái đèn như thế này là chúng ta có thể kết nối vào rồi các bạn nhé. Ngày hôm nay thì như có cài đặt cái con camera này cho các bạn, nên gặp một số trục trặc mà các bạn cần lưu ý khi mà cài đặt cho con camera của mình. Thì thật sự ra đối với camera này các bạn rất là dễ lắp đặt, các bạn chả có khó gì đâu. Nhưng mà các bạn cần phải đảm bảo về wifi của nhà mình có ổn định hay không. Cái thứ hai, đối với camera wifi cần sử dụng, không được sử dụng mạng 5G. Đối với cái cục wifi của nhà mình ấy, sẽ có hai băng tần, một là cái wifi thông thường và một là wifi còn là 5G. Thì đối với cục wifi này các bạn không được sử dụng cái mạng 5G các bạn nhé. Các bạn chỉ sử dụng cái mạng mà nó 2.4 MHz thôi, là cái mạng thường thôi các bạn. Nếu mà các bạn bấm vào 5G thì sẽ không kết nối được. Thì cái con camera của ngày hôm nay ấy, như kết nối cho các bạn ấy, sẽ gặp tình trạng là cục wifi của mình nó có vấn đề các bạn. Thì trong quá trình mình như cài thì như thấy nó có vấn đề. Và ngày hôm nay như cài cho các bạn để các bạn có thể biết được là những cái lỗi thường gặp đối với camera khi mà các bạn cài đặt. Đây, thì đối với cái con camera này các bạn ok rồi các bạn, chẳng qua là cục wifi vấn đề nên không cài đặt được các bạn, như đang gọi là giống như tìm cái cách để mà cài đặt được. Thì lúc đầu khi mà cài không biết lý do tại sao, thì khi mà làm xong rồi mới phát hiện là cái cục wifi nó có vấn đề. Khi mà mang về chúng ta cài cho nó biết được là lý do tại sao đó các bạn. Thì khi mà chúng ta làm rồi may hoay mãi thì ta mới biết được lý do tại sao camera sẽ gặp trường hợp này. Ngày hôm nay như gặp cái trường hợp này thì mình sẽ quay lại cho các bạn để các bạn có thể tránh những cái trường hợp này đi, để khỏi rườm rà và trong quá trình mà các bạn lắp đặt nhé. Camera wifi thì rất là dễ lắp đặt, như cũng đã làm những cái clip hướng dẫn các bạn để các bạn có thể cài đặt camera ở nhà rồi. Thì đây là một cái số lỗi mà camera wifi gặp phải, đó là đối với mạng bị chập chờn nó cũng sẽ không kết nối được, và đối với cái mạng 5G cũng sẽ không kết nối được. Thế thôi, thì camera rất là tuyệt vời để các bạn có thể mua về tự lắp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.